Dạ thưa, cũng như cái phần tiếp theo là kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào cô chú anh chị em trong và ngoài nước, và Tùng Nguyễn xin chúc cô chú có ngày mới thân tâm năng lượng thật là tích cực. Và con thay mặt khán giả cảm ơn cô Hai, và con nhờ cô Hai là giải giùm con cái Thiên Rồng Châu Thổ cuốn 1 phần 3. Dạ con mời cô Hai ạ. Thì tiếp theo tôi giải trình cái phần 3 của bộ phép Thiên Rồng Châu Thổ. Bộ này tôi viết ngày 16 tháng 3 2014. Rồng Thiên chuyển bút tại tòa, tháng 3 16 xuất ra phép rồng. Khắp thế giới thần phong vũ trụ, xuất phép rồng kết nụ thổ châu, kết liên châu lục một bầu, phép rồng diễn giải lý màu cơ thiên. Dùng bút phép hạ miền thu giữ, cứu lương hiền phân xử tà gian. Thiên rồng châu thổ khai màn, giúp cho bá tánh gian san tạo gầy, tạo phước thiện liên dây hòa hảo. Phải thật lòng tâm thảo lo tròn, thì là buổi cuối thon gion đa người trần hạ vẫn còn tà tâm. Dùng quyền phép cơ thâm sàng lọc, đem sấm trời mở óc mở tâm cho người hết có mê lầm. Tà tâm rứt bỏ cơ thâm đem vào, dùng điển lực phép trào kết cấu cho ngoại bang nghe thấu tiếng đàn. Tỳ bà khải giọng âm gian, chuyển sang các nước lời vàng minh dương. Cây bút phép nam đường kỳ ngộ, gieo duyên lành khắp chỗ mọi nơi. Phép tiên phép Phật phép trời, xuất bằng ngòi bút dẫn thời kỳ ba. Kỷ 21 Phật ra cứu thế, giúp toàn cầu bệnh ế trái châu. Mực xanh giấy trắng bút thâu, đem tâm linh điển khai bầu âm dương. Hồn thiên định đêm trường chấp bút, lo cho đời khải khúc thiên thơ. Cõi trần rối tợ cuồng tơ, kinh tế bất ổn thẫn thờ nhân sanh. Nay tới việc phải đành chung chịu, cuộc phong thần bận biểu thê lương. Khoanh tay bó gối cùng đường, bệnh căn kinh tế có nhường ai đâu. Bởi nhân loại qua cầu rút ván, thấy bất công ngao ngán cho trần. Muốn làm bá chủ Long Ân, tranh giành ngôi vị xưng thần lộng ngôn. Không được sắc Thế Tôn ban lệnh, thì làm sao chấn chỉnh gian san. Thế gian lắm kẻ làm càn, chưa rõ quốc pháp vội bàn thiên cơ. Nguồn giới cội bến bờ nào rõ, cửa trung ương bế ngõ sao vào. Giận thời không nắm trước sau, ân vua nợ chúa tiền trào không ghi. Thì làm sao trường thi đến được, khuyên tĩnh tâm lấy thước đo lòng. Chừng nào phá được rừng tòng, non giờ bể lấp mới hồng minh quân. Các đại bang phải ngừng vũ khí, nếu không thì uổng phí tiền đô. Lập ra chiến sự quy mô, cuối cùng còn lại nấm mồ quan khiên. Hao tài của lụy phiền đeo đắm, tiếng quán than lệ đẫm mi tràn. Sấm truyền ngọc bích An Giang, thế kỷ 21 lời vàng tỏ phân. Khuyên thế giới ân cần lo liệu, đem sấm lời quyền diệu Phật ban. Vào trong não trí tầm đàn, An Giang ngọc bích Phú An tỏ bài. Lời của Đức Như Lai Phật Tổ, Phật Thích Ca sấm trổ Quỳnh Long. Quan âm bút phép cơ đồng, diêu trì tiên mẫu Ngũ Long tiên bà. Các vị Phật Long gia chế ngự, các ban ngành chánh sự trung ương, cùng chung bút phép tại đường. Hoa liên chiến sĩ nền dương Cộng Hòa, được ấn phạn xuất ra các đảo sắc thiên rồng, cấu tạo nhân gian, lập đời tiêu diệt hổ mang, giúp cho bá tánh khỏi màn chiến tranh, giúp nhân thế hoằng sanh cải tử, còn trái châu Lê Thứ sinh tồn. Cái hình
Thiên rồng châu thổ tái sanh, ôm bầu trái đất khí lành rưới ban. Tài thiên biến đổi hồng trần, ân đền quán trả một lần cho xong. Trên trời lộ cầu dòng ngũ sắc, cuộc phong thần dày đặc âm binh. Dưới trần nọc nạn trổ sinh, muôn màu đủ sắc hiện hình diễn ra. Rồng phép sức can qua đủ diệt, mong cho người rõ biết ăn năn. Sấm truyền thời đại tầng phân, tu nhân tích đức nhọc nhằn vượt qua. Mong sớm được bình hòa châu thổ, sắc rồng dương quy cổ diệt kim. Người xưa trở lại im liềm, dựng đời thánh đức đi tìm tâm linh. Gương Hồ Bát Chí Minh đức độ, các nước giàu tầm cổ xe lan. Việt Nam Phật Quốc lai đàn, hồng ân ban rải khắp toàn năm châu. Rồng vũ trụ phép màu quá giải, cho hồn siêu trở lại phong thần. Để cho lo cho nước cho dân, hồn siêu học được phép thần Phật ban. Về trần giúp họ hàng con cháu, ngõ chánh đàn nương náu nhờ thân. Phật ban có được hồng ân, nặng tay tránh khỏi nơi trần khốn nguy. Khắp thế giới sao thì tránh khỏi giặc âm binh len lỏi vào trong. Đủ đầy tai nạn khổ lòng, chiến tranh tạo hóa dưới sông trên bờ. Trên không cũng có chực chờ, âm dương gia chạm bất ngờ nổ tung. Bởi đời đến kỳ cùng buổi cuối, xảy nạn tai dung rủi khó ngờ. Mẹ cha thương xót con thơ, gia đình ly tán đón chờ nỗi đau. 24 mòn hao nhân vật, khắp Á Âu tất bật xôn xao. Cuồng quay trao đảo lộn nhào, cá không ăn muối bảo sao khỏi sình. Chiến tranh âm khí tâm linh, khắp trong vũ trụ hành tinh chuyển dần. Mong thế giới ân cần lo liệu, họp cộng đồng phải chịu phục trời. Thì là mới được thảnh thơi, nếu không tai nạn liên thời xảy ra. Bỏ vũ khí diệt tà lập chánh, khuyên bá gia xa lánh bể mê. Không thì phải gánh đủ bề, nặng tai xảy đến ơi hề dân mang. Rồng châu thổ khuyên can trần hạ, hãy tĩnh tâm giải quá nghiệp gầy. Hạt nhân vũ khí không gây, tạo nhiều phước thiện quả này mới ngưng. Muốn quả ngưng phải ngừng chế tạo, khí hại người tàn bạo gớm ghê. Đồng ngân dành để lo bề, phúc lợi xã hội chỉnh tề xóm thôn. Dừng cuộc đấu mới tồn nhân lực, thương chúng sanh thổn thức sầu lo. Phong thần cuộc chiến dày dò, tan thương máu lệ tổn cho dân lành. Lá xanh bỗng xa cành lìa cội, hy sinh đời đền tội nước non. Vua làm dân chịu trận đòn, quan hàm còn đó thon don được nào. Nay tới lúc cây cao bóng cả, đủ nhánh nhành phép lạ chở che. Cho người thoát được mùa hè, bớt đi tai họa lắng nghe ve sầu. Dùng ngòi bút phép thâu âm khí, mong đại bang tâm ý chuyển lai. Tầm về nẻo thẳng đường ngay, diệt tâm ích kỷ đổi thay dạ lòng. Được bổ phép thiên rồng vũ trụ, khắp thổ châu kết nụ liên hoa. Rồng vàng trổ sắc triều ca, sắc thiên quỳnh đế bình hòa an giang. Duyên kỳ ngộ nam đàn bút lộ, sấm tân trào châu thổ cửu long. Tiên rồng, rồng tiên phụng tại gia hồng, khai thông huyết mạch cho sông kỳ này. Chúa tôi thầy tớ hiệp dày, tổ rồng châu thổ đủ đầy tinh hoa. Đủ phong sắc kỳ hòa phép trổ, sắc cơ đồng phục tổ thiên quai. Cửu quyền thất tổ kim đài xuất ra phép báo, hoàng khai tân triều. Các nước ngoại xảy nhiều biến cố, dòng thời gian rồng lộ cơ bài. Cơ thiên sấm trổ triển khai, quá rồng thành phụng sơn đài minh quân. Phép củng cố lệnh ngừng chiến loạn,
hội cộng đồng lời phán nhất gia, Chúa Trời Vua Phật Nam Hà đưa ra phán quyết gần xa phải tùng, thì mới được Phật khùng cứu giúp. Qua thời kỳ lặn hợp đại dương, vũ khí thu hết về trường, binh âm thu hết nền dương lập kỳ. Hình này. Sức ra phép báo cứu toàn. Quá thật đẹp luôn. Thiên Nga châu thổ rồng vàng, sức ra phép báo cứu toàn năm châu. Hình này nhìn lạ quá. Kỳ ba Phật lập trường thi, cộng đồng quốc tế kịp kỳ về ngôi. Phật xuống thế thu hồi binh lửa, sắc thiên rồng mở cửa gia môn. Âm dương binh xuất dập dồn, thiên tai dịch bệnh mồ chôn nhân loài. Dùng thiên khí long ngai bút trổ, hòa phép màu tịnh độ bá gia. Thoát qua trận chiến kỳ ba, quốc gia các nước hiền hòa Phật ban. Phật ban được bình an tự tại, trái đất tròn còn mãi màu xanh. Được bầu không khí trong lành, hưởng đời thánh đức không tranh lợi quyền. Phạt các nước tư riêng tham vọng, để chúng tường hào phóng thiên xây. Hao mòn nhân vật kỳ này, mới là rõ đặng thiên xây định phần. Phạt những kẻ vô ân chống bán, lực vô hình thiên phán không tân. Khổ lao xảy đến không ngừng, khiến cho dưới biển trên tầng không trung cũng là có nạn kiết hung. Đau thương chồng chất tận cùng đáy sông, 24 giáp dòng rồng lộn, ngọc thổ châu bình ổn hay chăng? Họ Nguyễn giữ ngọc các đằng, gặp cơn ngộ biến khó khăn gia đình. Bác sĩ Mẫn lòng tin giữ ngọc, ngọc còn dùi tâm ốc sao yên. Âu là cũng bởi cơ duyên, cung đình ngọc đế cơ quyền văn thơ. Ngọc lập phép sắm tờ bút trạng nối, tơ đồng làm bạn bốn phương. Bốn phương các nước tìm đường, đảng thiên chánh nghĩa nền dương bút kỳ. Nước Nam Việt gia quy thiết lập, sắm tân kỳ truyền khắp năm châu. Sắm thiên có phép nhiệm màu, đem ra quốc tế giải sầu cho dân. Được hồng ân bút thần phép Phật, Phật ra đời nhân vật tồn sinh. Tìm ra giải pháp hòa bình, phép cho thiên sứ giải trình bốn phương. Cho kẻ giữ hiền lương trở lại, phép thiên rồng chắc thải lọc ra. Thiên văn lập chánh trừ tà, thổ châu giữ lấy nhà nhà bình an. Các nước ngoại bước sang Nam Việt, để tri tìm lời thuyết tân văn. Lời vàng khuyên nhủ nỉ năng, các đạo các cấp tầm phăng tỏa tường. Nước Nam Việt trung ương tiếng gọi, non phụng kỳ quyền thoại phát âm. Thiên rồng châu thổ sắc cầm, ấn thiên chữ ký cơ thâm nối truyền. Hồi tiền trào khai thiên lập địa, giống lưu truyền trồng tỉa ngàn đời. Trái châu gìn giữ cho người, địa hình làm chủ nay thờ phải tri. Dòng nhật nguyệt tới kỳ lai chuyển, nếu không lo khí quyển rã tan. Không dời sao được bình an, khí tràn bờ cõi rồng vàng phải lo. Lo sức phép cứu cho quả địa, dời sao trời bốn phía khỏi nguy. Cũng như năm châu lục này là có năm vị rồng, cũng như châu Á là rồng vàng đó, mà nước Việt Nam thì làm chủ cái quả địa cầu, cũng như là quy các vị rồng về cái đất tổ rồng, cũng như là cõi trung ương Nam Việt. Không giờ chạm nổ châu di, hành tinh rời rã thành trì biển sông. Tới kỳ hạn phép rồng xuất thế, để dắt diều bồng bế chúng sanh. Qua hồi tai biến hoành hành, phép màu băng rải điều lành đem vô. Tâm không còn mưu mô tính kế, ban dược linh. Tâm không còn mưu mô kế tính, ban dược linh Phật định tâm thần. Cam lồ rưới mát tấm thân,
lòng trần đổi lại hồn thần Phật tiên. Dùng bút phép khai diền lập quốc, trên thế gian kẻ mất người còn. Làm lành thì được thon don, làm ác phải chịu roi đòn. Hoàng thiên chịu roi đòn là chịu những cái tai nạn đó. Dạ. Phân hai nẻo tùy duyên định đoạt, sấm tân kỳ lối thoát mở ra, để người tâm tối dạy tòa. Soi mình cho kỹ sửa mà tâm nhân, hết quân hạ khuyên trần rửa gội, tầm chánh đàn cải hối ăn năn. Lực thiên chỉ định công bằng, tội trần công thưởng duyên căn rõ ràng. Tạo phước đức an nhàn thơi thạnh, tạo nghiệp quan phải lãnh án treo. Sống trong lao khổ hiểm nghèo, công bằng không giữ lái lèo tấm thân. Tâm không đạo lòng nhân trống rỗng, nhà tối tâm cửa đóng then gài. Tôn sư đạo trọng mờ phai, khi quân phạm thượng phản rài. Chúa công thì làm sao rõ thông đường lối, để tạo dòng kết nối tương lai. Thấy đời mê tín lầm sai, mãi chui vào rõ biết ngày nào ra. Ngày con sông nước chảy dòng cầu, ngày nay có phép nhiệm màu Phật tiên. Dạ, yeah. Cái hình này là hình ngày con sông lão. Nước chảy dòng cầu, yeah. Ngày nay có phép nhiệm màu Phật tiên. Mình nói chơi thời này ai cũng khoe mình tài mình giỏi, mà đều làm không có đúng dẫn, sao giỏi dạ. Tài được. Dạ. Cũng bị tiêu diệt hết nè cô hai. Mong sanh chúng sớm xa bể khổ, biết tri tầm tìm chỗ ẩn thân. Bồ đề bóng phủ cho trần, ngàn năm cổ thọ hồng ân chở đầy. Thuyền Bát Nhã đông tây rước khách, đưa khỏi dùng tay ếch cuồng phong. Quyết đưa bá tánh trần hồng, dùng cây bút phép bế bồng chúng sanh. Ra khỏi chốn quẩn quanh mờ mịt, thoát khỏi dòng xiềng xích đắm đeo. Lánh xa tệ nạn hiểm nghèo, làm con người mới sống theo chu kỳ. Sống phải biết những gì Phật lập, mở tâm nhân hòa nhập cộng đồng. Các điều luật phải rõ thông, không còn mê tín diễn dông hại đời. Tâm phải biết thức thời lo liệu, nếu không lo phải chịu lụy mình. Đủ lời cám dỗ bất minh, lầm tin những kẻ chống kình luật thiên. Ngồi bút phép khai diền quốc tổ, để bá gia tỉnh ngộ làm lành. Tìm xem tuồng hát Ngọc Thanh, mong người hiểu đạo biết hành luật nhân. Hành đúng luật qua cơn bỉ cực, hưởng thới lai hiện thực cõi đời. An nhàn tự tội thảnh thơi, cảnh tiên tại thế do người tạo ra. Làm người phải học qua thiên luật, thì mới là chấm dứt phiền đau. Luật thiên hành đúng mới mau, thành người hữu dụng tạo đào cháu con. Tiền nối hậu nước non in dấu, bậc anh hùng tranh đấu vì dân. Sống đúng nghĩa thác thành thần, không vì danh lợi phản ân quốc trào. Sống phải biết cùng nhau xây dựng nền hòa bình bền vững nước nhà. Kinh tế phát triển thêm ra, liên hòa các nước gần xa giao tình. Nói chứ nhờ những người giết giặc đất nước mới bình yên, mà những người đó tuy người ta giết giặc là coi như sát sanh rồi, mà điều người ta được thành thần cho nơi cái tấm lòng trung nghĩa. Người ta giết đi, người ta bảo vệ cho đất nước. Bảo vệ cho đất nước. Xã hội chủ nghĩa phồn vinh, tự do độc lập vững mình luật thiên. Khắp châu lục không riêng Nam Việt, nếu hành theo lời thuyết Phật dương thì là có được khắp đường. Độ cho nhân loại tai ương giảm dần, sống phải biết cân phân tà chánh. Làm việc gì cũng lánh tà gian, chánh trung tâm dạ mới an. Xác thân cũng được vẹn toàn tự do, sống phải biết tôn phò thánh chỉ.
lực vua ban gắn chí hành theo, không làm giả thú. Trèo đèo gương xưa hiền triết noi theo để hành, làm việc thiện điều lành sẽ đến, gây ác tâm thấp thỏm lo âu. Chung quy thế giới một bầu lực thiên, hành thể bạch hầu tổn thương, đủ dịch bệnh khắp đường châu thổ, bệnh siêu di khắp trổ bốn phương. Đến chừng bá tánh cùng đường mới là nhớ tới Phật Dương Bút Kỳ, không có Phật cứu nguy tan rã, đảo châu chìm thổ tả phát sinh. Thổ tả là bệnh nói ị á. Dạ. Vật nhân còn lại thay sình, lên đên biển cả mong minh quang hồn, mong bá tánh tích tồn diệt thiện, tránh căn nguy tai biến cho mình. Sống trên trái đất hành tinh, lực thiên nhân quả tự mình xét suy, cân công lý của thì trời đất, khắp thế trần chữ nhất định phân. Tới đây là cuộc phong thần, âm dương thiên địa xây dần lộn quay, quả giới phúc khó rài tránh khỏi, dành đồng ngân chống chọi thiên tai, vũ khí quá tạo không xài, phí tiền vô hiệu chịu nay luật hành, lực vô di tái sanh thế cuộc, cây bút thần ánh đuốc rọi soi. Gieo nhân trả quả hẳn hòi, nạn tai nhìn thấy để soi gương nhìn, trời sai xuống thiên binh thiên tướng, kể từ nay bốn hướng bủa văn, những ai nói bậy làm sằng, coi chừng lụy mạng vô căn nào ngờ. Kỷ 21 hồn thơ thiên định, cây bút thần chấn chỉnh giang sơn, hồn thơ người cổ tái quần, núi sông Nam Việt cây đờn hoàng thiên. Đờn hoàng thiên khải khuyên thế giới, bỏ mưu đồ danh lợi tư riêng, chung lo tìm cách. Bỏ mưu đồ danh lợi riêng tư, chung lo tìm cách cứu người, mới là giải pháp tốt tươi hiện giờ. Đủ nặng ách ngẩn ngơ bá tánh, nhìn nước hàng chịu cảnh tóc tan, trời chiều ảm đạm buông màn, lệ lòng tuôn chảy chứa chan giọt sầu. Bầu ơi bí xót thương bầu, thương người vô tội chịu âu quan tình. Nhờ trên siêu độ hồn linh trùng dương, làm lính triều đình long cung, thủy binh gái sắc trai hùng, hồn linh học phép đông cung thủy tề. Cái này là nói những cái người mà bị nạn chìm tàu đồ ở biển á. Dạ. Rồi ở trên cũng như cứu cái hồn. Hồn linh học phép đông cung thủy tề, giữ châu thổ đem về bình lặng, cho người thân hưởng đặng phước lành, chờ giờ thiên định giảng sanh, cho về đoàn tụ cội cành gia tiên, rồng châu thổ khắp miền chuyển động, trận ba đào dậy sóng trùng dương, đảo xa các nước đại cường, chừng nào quốc phục rồng dương Nam Hà, thì mới hết phong ba đại nạn, rồng cung đình ấn phạn trổ ra, cứu nguy cho khắp các nhà. Nếu không có được kỳ ba phép rồng, kỷ 21 Quỳnh Long lão tổ dùng ngồi nghiêng phép trổ cứu châu, 2014 phép màu rồng thiên phép sức rưới bầu linh đơn. Cái này cái bầu linh đơn là cũng như ấy thuốc xuống ha. Cái bầu linh đơn là cũng như văn bài của mình, mình nếu nghe được á, rót cái linh đơn là cái văn phép á, rót vào lòng được thì tỉnh cái tâm lại, đâu có làm điều ác. Dạ. Yeah. Không làm điều ác là được Phật cứu độ. Phép triều Quỳnh Đế Ngũ Tiên, tại miền cứu lấy nạn thiên phủ trùm, cứu bá tánh qua cơn bị cực, hưởng được đời thánh đức tăng minh, sống trong thế giới hành tinh, thiên rồng châu thổ cung đình trần gian, rồng xuất thế minh hoàng chúa ngự, đức minh dương phép giữ địa cầu, tam nông phú thọ đồng sâu,
Bút Kỳ Ngọc Xuất Giá Khâu Địa Hình, Dân Lệnh Đức Dương Minh Phổ Độ, Giúp Hạ Trần Biến Cố Vượt Qua. Hồi đó đó Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng như lãnh năm sắc lệnh, mà cái thời gian á có 7 năm làm chưa có xong. Thì ngày giờ này cô với cô ba với như bà sáu rồi mà, chú Hai Đoan, những cái gì mà người ta làm cho quốc tổ đó. Con mới nghe là có cái từ Tam Nông với Ngọc là cô có phải không cô Hai? Là Ngọc Sọn. Dạ. Tam Nông là ở đây nè, Tam Nông Phúc Thọ. Nó thì bây giờ tiếp theo làm cái việc phong thần tại thế đó. Dạ. Của Ngọc Hoàng Định Để. Chứ thầy giao cho Quỳnh Phúc Sổ, mà Quỳnh Phúc Sổ lãnh năm sắc lệnh mà làm chưa có xong đó. Dạ. Thì giờ cô ba đồ với những người thân cận phải làm. Dạ. Dân Lệnh Đức Dương Minh Phổ Độ, Giúp Hạ Trần Biến Cố Vượt Qua, Thần Tài Thổ Địa Nơi Tòa. Cô thờ cái ông thổ địa, anh trước là ông thổ địa của quả địa cầu đó, ở trên thiên ông xuống đó, ông giữ cái cung trạng đó. Cô Hai, thổ địa thường. Cô Hai cái nào thấy thấy ông ổng không cô Hai? Ông về cho dì ba hoài á. Dạ. Ừ, ông về ông mượn miệng dì ba, ông nói chuyện hoài à. Dạ. Ừ. À vậy là con nghe có cô Sáu nói là cô Bích Thủy vô tình thấy là cô Bích Thủy nói chuyện với ông thần tài thổ địa phải không? Dạ. Hồi đó đó bà ba biểu cô bán ở đây đi về Tân Quới đi ở qua Lợi Phú An cho gần. Dạ. Cái nửa đêm ông thổ địa ông gì cũng đâu có cho. Dạ. Ông nói đây là cái cung ở trên hạ thế. Dạ. Ông phải xuống giữ ở đây nè, không có cho đi đâu, tại đồng vàng Phú Thọ nè. Dạ. Là đồng tràm chim đó, là có xéo Mỹ đó. Rồi sau này á, ở đất địa tràm chim phải có cái ngôi cửu ngũ của cha của mẹ. Dạ. Là cái ngôi cô Hai Độ, là cái ngôi vô di á, cũng dạ, như cho mình cái ngôi bút phép nè, ở tại cái địa hình cái khu vực này. Khu dạ, vực đồng tràm chim Tam Nông đó. Dạ. Thần tài thổ địa nơi tòa, trách nhiệm giữ đất giữ nhà cho dân, dùng phép lạ ân cần ban rải, cứu chúng sanh qua ải thủy hồng, tứ phương nước lửa cuồng phong, khởi đồng trận chiến có rồng phép đưa quyền phép sáng trưa chiều tối, chuyển dòng đời kết nối âm dương, rồng thiên châu thổ khắp đường, sắc dương chuyển hóa tình thương nhân loài. Cái này cái chữ đâu có giống cái chữ Tàu của Trung Quốc như mấy người kia viết đâu. Chữ này chữ khác hả? Cái chữ này chữ cũng... Phạn của trên Phật Tổ ban. Cũng như cái thời của Ấn Độ á cô Hai. Rồi hợp với cái thời kỳ này thì cho mình viết cái chữ như vậy chứ đâu có giống của ai đâu. Không dạ, có giống chữ của ai trơn á. Không giống chữ Trung Quốc. Nơi địa linh rồng bay phụng múa, ngũ linh kỳ phép của tiên gia, ngàn đời gìn giữ để đà, kỳ ba màn cuối đem ra để dùng, cờ ngũ sắc thiên cung ngọc đế, sắc dòng cầu cứu thế kỷ nay, âm dương kết nối điển bài, quá khai binh phép giữ nay địa cầu, thiên linh cùng giới giữ nay địa hình, thiên linh cùng giới địa linh, thiên binh thiên tướng ẩn hình núi sông, cũng như mấy người đạo nói thầy không cho dùng phép linh, không cho dùng là hồi cái lúc mà thời kỳ 1939, chứ cái thời kỳ này đúng là phải có phép ra. Dạ. Anh nói sau này là có phép lạ của tiên của thánh đó. Dạ. Phép cái ngồi bút mình tự mình vẽ chứ đâu phải mình có bùa có ngải có gì để hại ai đâu. Dạ. Phép của trời ban. Đã dùng phép màu mới lập lợi thượng ngôn. Phép cũng như là thâu cái hồn người, thâu cái linh hồn về dạy. Chắc con nghĩ là cũng như mấy cái người hồi xưa mà hy sinh, cũng như ông Nguyễn Trung Trực rồi đó, là có công với đất nước á, là mấy cái người gì mà anh hùng á, mà hy sinh là thâu về để dạy. Bây giờ người ta vì thần hết trơn rồi, người ta dạ, có mang cái sắc phải không? Dạ. Thì bây giờ người ta hiệp về cái ngồi bút phép của mình đó để người ta giúp nước lại. Dạ.
giúp nước, mà cái chuyến này nó phải giúp là giữ lại cái quả địa cầu đó cho người dân còn để lập đời, chứ quả địa cầu tiêu hết thì còn dân đâu để lập nói đời. Vậy chứ bên du di người ta mạnh lắm, chứ bên hữu hình mình thấy vậy chứ đâu phải vậy đâu. Bởi vì cái kho hồn quốc tế đó, kho hồn mạnh lắm, dám đẩy cái trái đất đi khỏi các vì sao đó. Âm dương kết nối điện bài, quá khai binh pháp giữ ngay địa cầu. Giữ nay địa hình, thiên linh cùng giới địa linh, thiên binh thiên tướng ẩn hình núi sông, hòa vào bút cộng đồng quy lực, sức phép rồng thái cực đông phong, chuyển xây cõi thế. Giáp dòng, con sông huyết mạch cửu long nam phần, đủ các vị linh ân đồng tử đều xuống trần, trấn giữ cung di. 187 nước sắc kỳ rồng dương các vị hội quy về đền, tiếng trống lệnh vang lên khắp cõi, hội mây rồng kêu gọi tâm linh. Trần gian có được cung đình, cung thiên chuyển xuống phép linh ngọc tòa, rồng bay lượn xuất ra các phép, đi khắp cùng dọn dẹp tà gian. Kỳ ba ứng hiện rồng vàng, rồng thiên châu thổ nam bang phép màu, giải nạn khổ năm châu bốn biển, đem hòa bình cống hiến bá gia. Đồng bằng đất rộng sông xa, phì nhiêu bồi đắp hiền hòa đất linh, đất thánh địa cung đình chúa ngự, Phật giới thầy tiền sử đáo lai. An giang lộ vẻ lầu đài, lộ đền thiên lý lộ bài thiên thơ, nhiều bá tánh đợi chờ thầy tổ, trở về đền hội ngộ tài mi. Thầy về phải đúng vận kỳ, để đà cứu lấy căn nguy thế trần, dùng ngòi bút ân cần phép họa, quá phép màu tẩy xóa vết thanh. Kẻ gian hướng thiện để tầm, con đường chánh nghĩa sửa tâm chánh đàn, người bạo tàn hiền ngoan trở lại, thì mới là tồn tại được đa, toàn cầu một dải sang hà, một ngôi minh chúa một gia long quỳnh. Dùng phép lạ quần sinh cải tử, cho người trần quá khứ sửa sai, người nay có đủ trí tài, chỉ cần đổi lại tâm ngay ý lành, thì sẽ được cao thanh diễn đạt, Phật giữa kề gần sát chúng sanh, hành thiện xa lánh lợi danh, không còn khổ ải quẩn quanh con người. Làm đúng luật thảnh thơ nhàn hạ, tâm không lo vấp ngã nửa chừng, thầy về bá tánh không ưng, chỉ bằng bút phép lệnh dân ngọc tòa, sát nữ giới người mà không hợp, chờ sát nam mang lớp áo già. Có nghĩa là cái thời này không nhận ra mà chờ cái ông đức ông chờ cái xác Quỳnh Phú Sổ nhưng mang cái lớp áo già đó. Nó chứ thời này hợp với cộng đồng phải ăn mặc theo thời, theo thời đại. Không có nói riêng đạo nào hết. Nhưng mà theo như con nghĩ cô hai, nếu mà sai thì con thấy bên tín đồ là sai trước nhiều, chứ bên tín đồ người ta không nhận ra là bên tín đồ mới sai nhiều. Còn những cái người khác thì không nói. Nói chung á, cái người đời ở bên đạo bây giờ người ta hiểu nhiều hơn bên đạo. Thì mình cũng mong từ từ thấy bây giờ ở trong đạo cũng có nhiều vị cũng hiểu cái lực giải ra cũng gần gần. Nhưng mà con nghĩ là cái trên xây chuyển đó cô hai ơi, xây chuyển từ từ á. Xây chuyển từ từ cũng phải hiểm hết à. Như cảm quá xây chuyển từ từ á. Tâm còn ngăn cách lầm đa, không hòa khó biết thầy mà đáo lai. Thầy cứu thế văn bài phép lạ, dùng ngòi nghiêng phép họa cứu châu. Quy binh khắp hết toàn cầu, hiệp về non cấm đỉnh đầu Thất Sơn.
Bởi vì cái Hiệp cái vô vi đâu có ai thấy. Cũng như cô thường thường trong năm 14 mà cô đi liên thông sông núi tới năm 21, nó là lên trên núi Cấm đó. Yeah. Là Hiệp với cô Diệu Nhi đó. Yeah. Thì để liên thông sông núi đó. Cô Diệu Nhi là ở núi Cấm hả? Cô Diệu Nhi ở tại núi Cấm, tại vô đầu. Cổ có trách nhiệm, cổ phải xây cái tổ đường Hồng Lạc. Còn ở dưới cô Ba Bích Thị thì phải xây cái kho hồn. Dạ. Cái đền Ngọc Bích Bảo Nhân Môn. Con thấy để là khu thâu hồn hay gì á. Trường dạy hồn. À, trường dạy hồn hay là thu không hồn, ăn à, sao quá. Trường dạy hồn. Dạ. Ở đó là kêu cái kho hồn quốc tế đó, thì nếu mà các nước á biết được đó, đi về đó xây cái kho hồn cho hồn ngự thì các đảo mới được bình yên. Dạ. Còn nếu mà không thì diễn tới hoài vậy đó. Rồng quy tụ thất sơn đền lộ, nước Việt Nam hội ngộ người tài, hồn linh quả phép quá khai, sơn đài hội đủ các ngài dương gia, các vị quốc về tòa Nam Việt, đem khí tài hào quyết hùng anh, hòa vào bút phép Nam Thành, xuất ra tìm giải pháp lành cho dân, tất cả nhờ hồng ân của Phật, tâm hướng về Thái Ất chân kinh, có nhà họ Nguyễn trạng trình binh thơ dùng lấy điển linh ngọc tòa, kỷ 21 khai ra binh phép tuồng mận đào gắn ghép diệt thiên. Nói chứ cái việc của hoàn cầu vũ trụ đâu phải cái việc nhỏ, cái việc đại sự một mình không có làm được đâu, mà cái trách nhiệm mình lãnh thì ở trên cho mình biết cái gì mình phải làm cái đó. Nó biểu đi hiệp với ai phải đi hiệp với người đó chứ, người đó cũng như ở trên trời người ta xuống, người ta mang cái sắc gì, cái lệnh gì, nó mình tới đó hiệp với người ta. Nhiều khi bà Sáu ba không hiểu, bà nói cô hai á đã ông lão tổ dạy gì sao còn đi hiệp người này người kia. Yeah. Ông lão tổ lúc đó là ông là tạo cái lớp mận đào là yeah. khác, còn hiện giờ cô á làm cái lớp phong thần, mình phải đi hiệp với các vị người ta có cái sắc á. Yeah. Cái điển cái phép chứ đâu phải là một mình mà làm được hết, phải nhờ nhiều người. Yeah. Nói chung các vị tài hoa đó giờ người ta hậu về đất nước Việt Nam nhiều lắm. Nhiều khi các nước ngoài á cái người Việt Nam mình á cũng có tài hoa nữa, người ta hướng về á cái đất nước Nam Việt á thì cái hồn linh của người ta cũng như cái sắc trần phải có cái phần linh của quyền thất tổ của người ta. Yeah. Nó tới ngày giờ người ta phải về trung ương để người ta hiệp phép với mình. Đâu phải cái việc này việc nhỏ, việc đại sự của nhà Nam Việt. Dạ yeah, đúng rồi. Tại vì làm á thì ở trên á cũng như dẫn chỉ từ hầu cho mình biết. Nhiều khi á, cô ban đêm nhiều khi ngủ không được, thao thức là cho cái tâm mình hiểu biết việc này việc kia việc nọ, cho cái tâm hiểu vậy thôi chứ yeah. không có ai mà kêu phải làm này làm kia. Yeah. Nó cho cái tâm mình hiểu và tự mình làm vậy đó. Yeah. Chứ không có ai kêu hết. Tuồng Phật sách ai thông mới rõ, đường về trào nhiều ngõ quẩn quanh, muốn tìm được lão Ngọc Thanh phải tìm nguồn gốc và tiên sanh Long Quỳnh. Thì hồi đó thì ổng Ngọc Thanh, thì bây giờ ổng là Quỳnh Long đó. Dạ. Là thời đại Chí Minh đúng vận, đúng hạn kỳ, thế tận đổi thay, muốn tầm được Ngọc Non Đài phải mài gươm trí, phá rài rừng lâm. Gươm trí là cái đầu não mình đó. Dạ. Rừng lâm cũng cái đầu não đó. Nơi nào có gieo mầm tòng bá, cội bồ đề cành lá xum xê, Ngọc Thanh xuống thế làm hề, hát tuồng đào mận mà lập thê tạo dòng, sang kỷ mới phép rồng phép phụng, sắc cơ đồng thông dụng đem ra, đạo đời có rõ đâu là,
rủ nhau xa lánh Phật gia Tân Kỳ. Đến chừng gặp căn nguy mới rõ, ai trở về dắt ngõ chúng sanh. Bởi vậy hồi đó thầy có nói theo Phật giáo sau này cao quý. Yeah. Bởi vậy cái cậu tùng của Phật Thích Ca cũng yeah. như cao rộng lắm mà đều phải biết, phải làm theo dẫn theo thời, phải biết cái lý chánh này nọ, thần Nam Việt tại trần, ngũ tiên quỳnh đế, long ân phép màu. Dạ yeah. Đẹp không? Hình này đẹp ghê luôn á. Tri tìm đủ giải pháp lành, giúp cho nhân loại tồn sanh kỳ cùng. Mang danh hiệu Phật khùng xuống thế, mặc cho đời khi dễ chê bai. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, mắt nhìn người thế ít ai thấu lòng. Ai cũng khoe mình thông đạo lý, đạo thì thông mà lý trí lu mờ. Thầy về ai cũng làm ngơ, không về bằng xác trai tơ ngày nào. Về bằng xác nữ đào em chị, đủ văn bài kiến nghị cơ quan. 2014 rồng vàng, rồng thiên châu thổ An Giang tại tòa. Phú An có rồng đà tọa dị, dùng phép màu ấn ký xuất ra. Phép thầy, phép Phật kỳ ba, phép ông quỳnh đế bình hòa mặt dân. Lập triều chính mới ngừng chiến loạn, lập phép rồng giải nạn thiên la. Cái này nói rõ ra hết luôn rồi cô. Nói rõ trơn. Dạ. Việt Nam chủ nghĩa Cộng Hòa, đảng thiên hồn nước tài hoa phép màu. Có được cha lạc mẹ Âu, có thầy non nước khai bầu âm dương. Ban Âu Á toàn trường văn bản, sấm Tân Kỳ của trạng đáo khai. Kỳ ba trạng đủ thi bài, đem ra quốc tế đấu tài cứu châu. Non phụng gái rồng chầu bốn phía, khắp châu di thiên địa ấn rồng. Sắc rồng châu thổ cửu long, ấn thiên bút ký cộng đồng cơ quan. Đủ các phép lo toan bờ cõi, giống tiên rồng dòng dõi lạc Âu. Phải lo tranh đấu phép màu, hành tinh giữ lại trái châu sinh tồn. Nay cuộc chiến dập dồn khắp nẻo, luyện phép rồng mưu mẹo lo toan. Khổng Minh kế sách lưỡng toàn, tài thô trí thiểu khó bàn cơ thiên. Kỷ 21 cơ quyền thiên định, cuộc phong thần cải chính lực âm. Dương trần khó đoán khó tầm, khó tầm khó đoán mới lầm tà gian. Tối tâm mà nói khôn ngoan, bích đàn bích ngõ không toàn lực thiên. Tâm ích kỷ bệnh ghiền dai dẳng, thỏ đeo chân nên chẳng dám nhìn. Âm thầm tu đạo vô minh, rủ ren đông đảo chống kình Phật ông. Tu không rõ cơ thông giáo lý, chưa thuộc lời ẩn ý quỳnh sanh. Tu còn vọng tưởng quẩn quanh, làm sao gặp được Ngọc Thanh mà chờ. Thầy chuyển lời thi thơ kinh sấm, để bá gia suy gẫm việc đời. Việc đời diễn biến khắp nơi, khoe tu rành đạo có thời hay chăng. Có hay chăng trời trăng thay đổi, sao biến dần chìm nổi châu di. Nay đời đã lộ thiên kỳ, rồng vàng niên kỷ tái quy cõi trần. Xuất phép phạn hồng ân ban rải, bế chúng sanh qua ải trầm lưng. Thiên rồng vũ trụ không ngừng, phép khai liên tục đông xuân thu hè. Rồng châu thổ lắng nghe tiếng động, phép chuyển hào tới cổng hành lang. Âm dương thiên địa binh can, tới nơi trấn giữ địa bàn đảo châu. Nơi đảo châu binh hầu các nước, được Bác Hồ thần dược ban cho. Để cùng giữ đảo giữ kho, giữ gìn châu thổ tôn phò Minh Dương. Đức Minh Dương tình thương bao phủ, khắp cộng đồng gọi chủ nhân ông. Bốn phương ông quá phép rồng, âm dương kết nối tinh thông điển trời. Dùng chữ ấn thâu thời thiên khí, kết tinh hoa địa lý toàn phần. Này thiên rồng châu thổ trổ qua. Cái này màu đỏ đẹp quá luôn. Màu đỏ. Dạ.
Thổ châu Duyên Ngọc, các lân, các đằng linh khí, nơi trần bút thâu, trên vũ trụ báo màu rồng chuyển. Tia nắng hồng cực điển chiếu quang, Tam Nông Phú Thọ rồng vàng, quê hương Đồng Tháp các bang các ngành, từ thôn quê thị thành đồi núi, biển bao la sông suối đảo xa, tâm linh kết nối đồng hòa, khắp nơi liên tỉnh qua đà tái sinh. Nước Nam Việt tinh minh xuất thế khắp toàn cầu, vạn tuế muôn năm, Chúa Trời Vua Phật quyền thâm, lầu son phép báo người tầm không sai. Việt triều chính cơ bài sáng tỏ, gốc tổ thầy thuyền nọ dẫn đưa, kỳ ba dùng phép đại thừa, ngoại bang mới phục, người xưa phép trào, nắm dẫn nước, thiên trao điển phép, cầm bút kỳ ghi chép binh thư. Thiên rồng bộ phép giải trừ, bao nhiêu độc tố con người gây ra, chiến tranh lạnh các nhà đại quốc đang tập trung, thử vật thử tài, khí dơ ô nhiễm quả tai, làm cho nhân loại chịu rài siêu vi. Những độc tố của thì tên lửa ảnh hưởng nhiều, từng giữa không gian hàng không tai họa buông màn, không gian yên lặng khí tràn thải ra, chất khí thải can qua vũ trụ, làm biến tan tinh tú vì sao. Kim loại phản xạ chiếu vào, phi cơ bị nạn tầng cao bầu trời. Nối cực điển thâu thời khí quá, khí nhiễm tràn tai họa bủa văng. Chị Hằng đang ở cung trăng, nhìn xem thế giới vướng lằn hiểm nguy. Binh rần rộ diễn thì khắp cõi, làm gian hoa sao khỏi luật hình. Binh trời có khắp hành tinh, từ nay như bóng giới hình kề bên. Dùng khoa học bằng tên đạn lửa, lên không trung tới cửa cung đình, gặp phải thiên tướng thiên binh, ghi vào sổ bộ triều đình phán phân. Làm hao tốn đồng ngân quan phí, hút máu dân tiêu quỷ một giờ, dưới trần tổn hại sát sơ. Lên không muốn chiếm bãi bờ của ông, ở dưới thì thâu thế cho nhiều đặng làm những cái việc cũng như là quan phí tốn đồng ngân đó. Dạ. Nó như hút máu của dân mà tiêu quỷ chỉ có một giờ, nhiều khi lên đâu có tới trảnh thì tiêu à. Dạ. Ông đâu để con long ác nghiệt, nó lộng hành tiêu diệt chúng sanh, bao nhiêu hồn khí quẩn quanh, cũng vì bom đạn chiến tranh hận thù. Nay tới lúc phải thu tà dại, để chúng làm tổn hại sanh linh, âm dương thiên địa giữ gìn, lòng dân ước muốn hòa bình bốn phương. Không trị chúng xem thường giáo án, lực thiên tiên phải phán kịp giờ. Chúng dàn binh trận ngẩn ngơ, kỳ ba thế chiến chỉ chờ lệnh thiên. Ông cho chúng đảo điên suy sụp, cho châu chìm lặng hợp một phen, không còn đánh trống giống càng, khoe tài hiếp chúng thói quen. Kiêu kỳ nay tới lúc thiên quy định đoạt, phải tuân theo mới thoát lực trời. Phép rồng ông bủa khắp nơi, lưới trời nào lọt được thời khủng long. Nếu cãi lực không xong đâu ạ, trời ông dùng phép lạ phép hay, không thấy mà có đủ đầy, không thầy sao đặng kỳ này nên thân. Bỏ vũ khí tranh mần diệt thiện, để đồng ngân quyền biến giúp cho châu phi đói khổ cam go. Nạn thiên trùm phủ chung lo đỡ đần, nay là cuộc phong thần biến đổi, đủ tai ương kiếp nối, tiếp nối liên dây nè. Đây cái hình nữa. Kỳ ba châu thổ rồng thiên, rồng nơi thượng giới hạ miền sông Giang. Hay quá chừng luôn con An. Còn trang nữa hết cái phần này. Dạ. Yeah. Trời đà kêu gọi đông tây bắc nam, ghi nhớ lời thầy Bửu Sơn. Kỳ hương Phật tái quần bút phép,
trở xuống trần thúc ép chúng sanh làm lành lánh dữ hiệp thành tà gian khóa sổ thiện hành luật thiên thì mới đặng bình yên bờ cõi, không thiện hành chống chọi sao qua thì về gọi khắp các nhà bao la thế giới nhớ mà bút thiên trời định sẵn dưới miền chờ cuộc đau phải nhờ thầy thuốc cứu cho thì là mới hết nỗi lo trái châu mãn hạn hụt giò sao yên đà tới lúc về miền Nam Địa nhờ bút thần bốn phía cứu an thuyền chờ nơi bến Long Giang phép rồng quả lấy kiệu vàng hồi cung. Bài này viết xong ngày 24 tháng 3 âm lịch 2014. Đến đây là hết phần 3 của bộ phép Thiên Rồng Châu Thổ cuốn 1. Nam Mô Phật Quốc Đại Đồng Bửu Sơn Kỳ Hương Ngọc Bích, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn cô Hai và thay mặt khán giả cảm ơn cô Hai rất nhiều. Qua kênh Tụ Nguyễn Miền Tây mến chào cô chú anh chị em trong và ngoài nước. Và hẹn cô chú ở clip sau của cô Hai ạ. Dạ, con xin chào cô Hai ạ.